Lạy Cha, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con nhìn lại những ngày đã qua, biết ơn Chúa vô cùng vì cách mà Ngài đã dấy lên chúng con, đã dấy hội thánh Ngài, đã dấy những tôi tớ của Chúa để cùng hiệp lòng, hiệp ý với nhau, cầu nguyện cho tình trạng của đất nước chúng con, thành phố, dân tộc của chúng con đang sinh sống. Chúa ơi, ngoài kia đầy nhảy những lo âu, sợ hãi. Ngoài kia đầy dẫy những cặp mắt nhìn xa xăm và đượm buồn. Nhưng chúng con ở trong Ngài, chúng con có ánh sáng của sự sống. Chúng con có lời Ngài và chúng con là những hy vọng cho đất nước này. Nhân danh Chúa, chúng con cầu nguyện. Xin Chúa kéo chúng con đến gần với nhau, hiệp một lòng, một ý để tổ chức một kỳ kiên an trọng thể. Chúa ơi, đáng lẽ chúng con phải làm điều này sớm hơn. Nhưng chúng con tạ ơn Cha vì Ngài nhắc nhở chúng con. Tại nơi đó, chúng con sẽ gặp gỡ được Ngài. Tại nơi đó, chúng con hết lòng tìm kiếm Ngài. Và Chúa phán rằng, các ngươi tìm ta sẽ gặp nếu các ngươi tìm kiếm cách hết lòng. Chúa ơi, chúng con hạ mình. Chúng con sẽ không còn ưu đãi cho xác thịt này nữa. Chúng con muốn tìm kiếm Ngài. Chúng con muốn tìm kiếm sự giải cứu của Ngài cho dân tộc của chúng con. Nhân danh Chúa, chúng con cầu nguyện Chúa thêm sức, thêm ơn cho các tôi tớ của Chúa. Ngài kéo chúng con vào trong trường cầu nguyện với Đấng Christ. Tại nơi đó, chúng con sẽ được những khải tượng, chúng con sẽ được những sự mặc thị, chúng con sẽ được gần gũi bên Chúa, và chúng con sẽ lắng nghe tiếng của Ngài, và tiếng của Chúa thì êm dịu và nhỏ nhẹ. Tiếng của Chúa sẽ chui át đi những tiếng cứu thương, cứu xe, ambulance cứ mỗi ngày rền vang bên lỗ tai chúng con. Nhưng khi chúng con bước vào trong trường cầu nguyện với Đấng Christ, chúng con tin rằng chúng con sẽ nghe được tiếng của Ngài nhỏ nhẹ và êm ái. Thánh Linh ơi, xin kéo chúng con vào và ban sức cho chúng con. Chúng con biết thân thể của chúng con thì không thích sự kiên ăn cầu nguyện. Xác thịt này thì chống lại với điều đó. Vì vậy chúng con cầu nguyện xin Chúa cho chúng con được sức lực từ nơi Ngài. Chúng con không làm không phải vì phong trào. Chúng con làm không phải gì để được đăng danh, được đăng tên. Nhưng mà chúng con làm vì chúng con khao khát. Chúng con ước ao sự thăm viếng, sự giải cứu của Ngài trên dân tộc, trên thành phố của chúng con. Xin ban phước trên các ban tổ chức, các đầy tớ của Chúa ở trong chương trình sắp xếp các ban nhạc, và chuẩn bị cho chúng con một dân sẵn lòng để chúng con bước vào với một tấm lòng tìm kiếm và khao khát Ngài. Chúng con tin rằng lời Chúa phán, các ngươi tìm kiếm ta sẽ gặp nếu các ngươi tìm kiếm cách hết lòng. Xin Ngài dấy lên những người trai trẻ, xin Ngài dấy lên những người Chúa ơi, giàu có tuổi, nhưng mà lòng của chúng con không bao giờ già đi, không bao giờ Chúa ơi, mòn mỏi. Người trai trẻ rồi sẽ mòn mỏi, nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì sẽ được sức mới, có cánh bay cao như chim ưng, đi mà không mệt nhọc, chạy mà không mòn mỏi. Chúng con cúi xin Ngài ban phước trên hội đồng của chúng con, để ai nấy trong chúng con đều thấy đây là một nhu cầu cần thiết. Giống như ECT trong thời kỳ hoạn nạn của dân Giu-đa, lúc đầu thoạt đầu và cũng bàng quan. Nhưng Chúa Amen đã nhắc nhở, nhưng mà Chúa Chê đã nhắc nhở bà, và bà quyết định rồi kêu cầu dân tộc bà cùng đứng với bà để kiên ăn cầu nguyện, và nếu như phải chết thì bà sẽ sẵn lòng để chết cho dân tộc của mình. Chúa ơi, còn mỗi một chúng con có sẵn sàng vì tình cảnh khốn cùng của dân tộc của chúng con. Ngoài những người thân yêu của chúng con, bên ngoài còn có rất nhiều người. Chúa ơi, họ đang ở trong cảnh màn trời chiếu đất, họ đang thiếu ăn, họ đang vật vã trong cơn bệnh, và có người thì mất chồng, mất vợ, mất con, mất tài sản, mất nhiều thứ mà đã phải trả giá trong nhiều chục năm để họ gầy dựng, và tất cả đã buông trôi. Chúa ơi, tình trạng của đất nước chúng con thảm khốc như tình trạng của dân Giu-đa đã bỏ Ngài, đã lìa bỏ Chúa, đến nỗi Ngài làm cho họ phải xa quê hương, đến nỗi Ngài làm cho họ phải trở nên những người nghèo khổ, cùng túng. Nhưng lời của Đức Giê-hô-va phán rằng Ngài sẽ rực lành vết thương cho con gái của dân Ngài, và Ngài sẽ đem họ trở về để trở nên một dân cho Chúa như lời Ngài đã phán. Dân tộc của Ngài là một dân tộc được phước. Và Chúa ơi, những gì mà chúng con học qua sử ký về dân Israel, chúng con thấy nó giống như tình trạng của đất nước chúng con và dân tộc chúng con. Vì vậy chúng con cầu nguyện, xin câu chuyện của ECT được lặp lại trên đất nước của chúng con. Xin Ngài dấy lên những người nam, những người nữ, những người lớn tuổi, những người trẻ tuổi, để cả ba thế hệ chúng con đều bước vào trong kỳ hội đồng Kiên An Trọng Thể này. Và chúng con tin rằng sẽ có một phép lạ xảy ra, sẽ có một sự thay đổi ngoạn mục mà Đức Chúa Trời làm khi chúng con bước vào sự kiên an cầu nguyện. Xin chúc phước và thêm sức cho các tôi tớ của Chúa. Xin giấu chúng con ở trong ân điển của Ngài, ở trong bao tên của Ngài, ở trong nơi đền thờ của Ngài. Tại đó chúng con được chuyên tâm để tìm kiếm Chúa, để xa lánh những sự ham mến của xác thịt, làm cho chúng con yếu đuối. Nhưng chúng con tìm kiếm sự bề trong, được giấu kín ở bên trong. Đó là điều mà Chúa đẹp lòng. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Ngài ở cùng trên tất cả các con gái của Chúa, để chúng con chuẩn bị và sẵn sàng để bước vào trong kỳ kiên an một cách đầy lòng vui mừng. Chúng con biết ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.